Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều anh em đã liên hệ với em để hỏi về mẫu xe Kia Morning Và có những anh em ở tỉnh mà có sông của Kia rồi Nên em không thể hỗ trợ anh em bán về đó được Và có một số anh em thì hỏi về nguồn xe Thì thực sự là Kia Morning đang rất là ít xe Trong phân khúc A, tầm tiền dưới 500 triệu Anh em không có nhiều sự lựa chọn Cụ thể anh em có thể tham khảo thêm mẫu xe Acha của Mitsubishi Và mẫu xe thứ hai đó là chiếc Hyundai i10 Thì hiện tại cũng chỉ có duy nhất một phiên bản ATH Back để anh em lựa chọn Và với các phiên bản của Kia Morning Thì anh em có nhiều cái sự lựa chọn hơn Nhưng số lượng xe rất là ít Và trong video hôm nay em sẽ gửi đến anh em cái chương trình bán hàng mới nhất đầu tháng 11 của tất cả các phiên bản Kia Morning để anh em nắm được và cân đối tình hình tài chính của mình và gia đình lựa chọn phiên bản cho nó phù hợp mời anh em cùng xem chi tiết video và như thường lệ mời anh em cùng đến với phần đầu tiên đó là những cái thông tin chung sở dĩ trong video nào em cũng phải giới thiệu lại một số những thông tin cơ bản của những cái mẫu xe là để những anh em mới tham khảo dòng xe này cũng như là những anh em mới theo dõi kênh xe việt của em cũng có thể là nắm được chính vì vậy những anh em nào mà thường xuyên theo dõi kênh xe việt thì anh em có thể là bỏ qua cái phần giới thiệu chung này và khi nào mà có những cái thông tin cập nhật mới nhất thì em sẽ báo cho anh em ở ngay phần đầu video để anh em nắm được. Kia Morning hiện tại được phân phối với 5 phiên bản để anh em lựa chọn. Cụ thể như sau, phiên bản thấp nhất đó là chiếc Kia Morning bản MT, phiên bản thứ hai đó là chiếc Kia Morning bản AT, phiên bản thứ ba đó là chiếc Kia Morning bản AT bản Premium và hai phiên bản cao cấp đó là chiếc Morning AT bản X-Line và Morning AT bản GT-Line. Chính sách bán hàng của Kia phân vùng thị trường. Chính vì vậy, anh em nào mua xe đăng ký ở địa phương nào mà có showroom của Kia rồi, thì anh em chỉ được phép mua xe tại showroom nơi đó. Và showroom của em ở Hà Nội, em sẽ hỗ trợ trực tiếp cho những khách hàng cũng như những anh em ở Hà Nội. Còn những anh em ở tỉnh khác, thì em có tính cái chi phí ra biển số, lát bánh từ giá bán của showroom bên em để anh em nắm được và cân đối tài chính. Và anh em lưu ý, cái giá bán này không áp dụng chung cho tất cả các hệ thống xe của Kia, chỉ áp dụng tại showroom bên em thôi ạ về hình thức mua bán anh em có hai hình thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp về chi phí thì hai hình thức này đều có chi phí giống nhau nhưng trả góp thì anh em bắt buộc phải mua bảo hiểm thân vỏ và sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói tại showroom bên em còn anh em mua trả thẳng thì anh em có quyền lựa chọn cho mình mua hoặc không mua bảo hiểm thân vỏ có thể là tự đi đăng ký hoặc không và anh em có thể là chủ động vào cái thời gian lấy xe còn anh em mua trả góp thì anh em phải phụ thuộc vào cái tiến độ giải ngân của ngân hàng thì anh em mới lấy được xe và có một số những thông tin về trả góp dành cho những anh em đang có nhu cầu vay vốn tại thời điểm này anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 85% giá trị xe trong thời gian vay tối đa là 8 năm tối thiểu là 3 năm mức lãi suất hiện tại ngân hàng đã tăng lãi suất tất cả các hệ thống ngân hàng đều tăng lãi suất anh em nhớ cho em ạ và năm đầu tiên anh em sẽ hưởng ưu đãi là khoảng 0,9% trên một tháng từ năm thứ hai trở đi biên độ sẽ dao động khoảng từ 1 cho đến 1,1% trên một tháng. Tất nhiên sẽ có một số những ngân hàng lãi suất thấp để anh em lựa chọn, nhưng anh em phải chứng minh được nguồn thu. Cụ thể đó là nương anh em phải chuyển khoản trong 3 tháng, anh em xin cho em sau kê 3 tháng gần nhất. Anh em có quyền trả bớt gốc hoặc tất toán khoản vay trong suốt quá trình anh em vay, nhưng trong 3 năm đầu anh em sẽ bị phạt. Và điều kiện vay vốn tại thời điểm này dành cho anh em điều kiện đầu tiên và bắt buộc đó là anh em không có nợ xấu và cái vấn đề thứ hai đó là ngân hàng sẽ tư vấn anh em mua thêm bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay và cái khoản chi phí này nó sẽ dao động vào khoảng từ trên dưới 15 triệu chính vì vậy anh em nên dự chủ cho em thêm một khoản chi phí như vậy sở dĩ em không nắm được chính xác vì cái vấn đề này nó trực thuộc của bên ngân hàng thì em không thể nào em đi sâu vào được cái đó sẽ là do thỏa thuận của khách hàng và ngân hàng và mời anh em cùng đến với phần thứ hai đó là chi tiết chương trình bán hàng từng phiên bản morning tại thời điểm tháng 11 này và mời anh em cùng đến với bản đầu tiên đó là chiếc Morning bản MT số sàn. Giá niêm yết của nhà máy là 359 triệu và giá bán cho anh em tại thời điểm đầu tháng 11 này cũng không thay đổi. Giá bán vẫn là 359 triệu. Về khuyến mại anh em được tặng kèm những phụ kiện đi kèm từ nhà máy, cụ thể đó là dán phim cách nhiệt, bộ thảm để chân và túi cứu hộ. Căn cứ vào giá bán là 359 triệu, anh em mua xe về anh em tự mình đi làm thủ tục đăng ký thì chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau anh em nào ở Hà Nội sẽ là 424 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 416 triệu anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 404 triệu anh em nào ở các tỉnh áp 10% thuế là 397 triệu chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những khoản chi phí theo quy định của nhà nước anh em có thể nhìn trên màn hình đây ạ trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì như trong phần đầu video em có giới thiệu thì áp dụng đối với chiếc Kia Morning bản MT anh em được vay ngân hàng tối đa là 305 triệu gốc lại tháng đầu tiên anh em phải trả cho em ít nhất là 5,3 triệu trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 3,2 triệu lãi suất tháng đầu tiên là 2,2 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo và cái số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em sau anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 119 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 111 triệu anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 99 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 92 triệu Đồng thời bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ và trị giá là 5 triệu. Anh em phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói tại showroom bên em. Và như trong phần đầu video, đó là anh em sẽ mua một gói bảo hiểm nhân thọ như em chia sẻ trong đầu video. Anh em nhớ cho em. Như vậy với cái chi phí ban đầu thì anh em phải cộng tổng cho em những cái chi phí em vừa mới giới thiệu đến để cho anh em có số tiền ban đầu anh em dự trù. Mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai đó là chiếc Morning bản AT AT thường. Giá nên biết là 389 triệu và giá bán cho anh em tại thị trường đầu thống 11 này cũng giữ nguyên là 389 triệu anh em cũng được tặng kèm những phụ kiện từ nhà máy em cũng chia sẻ lại trên màn hình đây ạ với giá bán là 389 triệu thì chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương nếu anh em mua xe về anh em tự đi đăng ký sẽ như sau anh em ở Hà Nội sẽ là 458 triệu anh em ở Sài Gòn là 450 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 438 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 430 triệu Chi phí trên đã bao gồm những khoản chi phí anh em có thể nhìn lại trên màn hình đây ạ. Đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp, anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 330 triệu. Gốc lại tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 5,7 triệu, trong đó gốc chia đều là 3,4 triệu, lãi suất đầu tiên là 2,3 triệu, dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Và số tiền ban đầu, anh em cần phải chuẩn bị cho em ít nhất như sau. Anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 127 triệu, anh em ở Sài Gòn là 119 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 107 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 100 triệu bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên trị giá là 5,4 triệu mời anh em cùng đến với phiên bản thứ ba đó là chiếc morning bản AT bản premium giá niêm yết của nhà máy là 424 triệu và là bán cho anh em tại điểm này cũng là 424 triệu anh em cũng được tặng kèm những phụ kiện em cũng chia sẻ lại trên màn hình đây ạ chi phí ra biển số lan bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau anh em nào ở Hà Nội sẽ là 497 triệu Anh em nào ở Sài Gòn sẽ là 488 triệu Anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 477 triệu Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 469 triệu Chi phí ra biển số năm bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí Em cũng chia sẻ lại trên màn hình đây ạ Đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp Anh em sẽ vay ngân hàng tối đa là 360 triệu Và gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 6,2 triệu Trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 3,7 triệu lãi suất tháng đầu tiên là 2,5 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo và với gói vay tối đa như vậy thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 136 triệu anh em ở Sài Gòn là 128 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 117 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 108 triệu bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên anh em bắt buộc phải mua trị giá là 5,9 triệu và anh em phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói tại showroom mà anh em mua xe Đồng thời anh em phải chuẩn bị cho em thêm một khoản để mua bảo hiểm nhân thọ Như vậy cái chi phí ban đầu tổng anh em cần phải chuẩn bị cho em là gộp những cái khoản em vừa mình giới thiệu đấy ạ Anh em nhớ cho em Và cuối cùng mời anh em cùng đến với hai phiên bản Morning bản ATX Line và ATGT Line Hai phiên bản này chỉ khác nhau ở kiểu dáng bên ngoài một chút Và hai phiên bản này có giá bán như nhau Chính vì vậy em xin phép là tính gộp luôn chi phí ra biển số lăn bánh cũng như là chi phí trả góp để anh em nắm được và hai phiên bản này có giá niêm yết là 449 triệu thì tại thời điểm này giá bán cho anh em bây giờ chỉ còn là 438 triệu như vậy anh em được giảm 11 triệu tiền mặt và khuyến mại anh em cũng được tặng kèm những phụ kiện em cũng chia sẻ trên màn hình đây ạ với giá bán trên thì chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương của hai phiên bản morning như sau anh em nào ở Hà Nội sẽ là 513 triệu anh em nào ở Sài Gòn sẽ là 503 triệu anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 493 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 484 triệu chi phí ra biển số lăn bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí theo quy định của nhà nước anh em có thể nhìn trên màn hình đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp anh em sẽ vay ngân hàng tối đa là 372 triệu và gốc đãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất như sau tháng đầu tiên anh em phải thanh toán là 6,4 triệu trong đó gốc chia đều là 3,8 triệu trong 8 năm lãi suất đầu tiên là 2,6 triệu và anh em phải chuẩn bị cho em cái số tiền ban đầu ít nhất như sau anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 140 triệu anh em ở Sài Gòn sẽ là 131 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 121 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 112 triệu bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên chỉ đá là 6,1 triệu và mời anh em cùng đến với phần thứ ba đó là nguồn cung ứng hàng hóa của các phiên bản morning tại thời điểm đầu tháng 11 này hiện tại không có xe giao ngay cho anh em và trong tháng 11 này showroom bên em sẽ về khoảng 3 đến 4 xe tùy từng phiên bản và tùy màu chính vì vậy anh em nào ở Hà Nội thì chủ động liên hệ trực tiếp với em nếu mà anh em có nhu cầu còn những anh em ở tỉnh khác thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với các bạn tư vấn bán hàng ở showroom đó các bạn sẽ kiểm tra cái kế hoạch xe cộ về cho anh em và em cũng chia sẻ luôn đó là trong tháng xe về cũng rất là ít chính vì vậy anh em đã có nhu cầu mua Kia Morning thì anh em nên chủ động hoặc anh em có thể là ký chờ. Trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chương trình bán hàng của các phiên bản Morning tại thời điểm đầu tháng 11. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.